ra mắt tổ đấu tranh trấn áp tội phạm tại Phú Quốc. Nhiệm vụ của tổ là tập trung tấn công trấn áp các loại tội phạm, triệt xóa các nhóm đang có biểu hiện hoạt động phạm tội trên địa bàn. Ngày 10 tháng 1, Công an tỉnh Kiên Giang đã ra mắt tổ đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, giải quyết tệ nạn xã hội, TNXH, đảm bảo an ninh trật tự, ANTT, trước, trong và sau Tết Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố Phú Quốc. Thành viên của lực lượng này gồm những chỉ huy, cán bộ dày kinh nghiệm công tác, vững pháp luật, giỏi nghiệp vụ, được trang bị đầy đủ phương tiện và trang thiết bị. Tổ này sẽ cải trang mật phục, làm nhiệm vụ bí mật hoặc biện pháp hành chính công khai, tuần tra kiểm soát trên các địa bàn để ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm. Tại buổi ra mắt, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời gian qua Công an tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Phú Quốc. Qua đó, tại từng thời điểm đã mang lại hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố Phú Quốc. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội từng lúc còn diễn biến phức tạp. Qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố Phú Quốc, cho thấy hiện nay tội phạm xuất hiện ở hầu hết các lĩnh vực, địa bàn, thủ đoạn hoạt động ngày càng manh động, liều lĩnh, xem thường pháp luật và đã xảy ra nhiều vụ việc phức tạp do các nhóm gây ra. Từ đó, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang quyết định thành lập tổ đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Cụ thể là, tập trung tấn công trấn áp các loại tội phạm, triệt xóa các nhóm đang có biểu hiện hoạt động phạm tội trên địa bàn. Không để chúng có điều kiện hoạt động gây ra các vụ, việc phức tạp, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự và trật tự kỷ cương xã hội. Đại tá Diệp Văn Thế yêu cầu lực lượng phải hoạt động có trọng tâm, hiệu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe, tính mạng cho cán bộ chiến sĩ và người dân, kể cả người vi phạm. Được phân công làm tổ trưởng tổ công tác, Thượng tá Nguyễn Văn Khởi, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang, xác định ngoài nhiệm vụ được giao, tổ công tác sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp trấn áp quyết liệt, có hiệu quả với các loại tội phạm, đồng thời chủ động phát hiện, ngăn chặn tội phạm buôn lậu, sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả. Thượng tá Lê Minh Chánh, Phó trưởng Công an thành phố Phú Quốc đồng thời là tổ phó thường trực tổ công tác yêu cầu đội trưởng đội nghiệp vụ, trưởng công an xã, phường tăng cường tập trung lực lượng, phương tiện phục vụ tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Từ ngày có quyết định thành lập, mùng 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày ra mắt, tổ công tác đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. Qua đó, có phần phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, Thượng tá Lê Minh Chánh cho biết.